Em ơi lửa tắt bình khô rượu, đời vắng em rồi vui với má hai. Mà đi ông nhậu đó mà về sớm dữ rồi á. À, cái bà này lạ lùng thiệt à. Là cái chi? Tôi nhậu rồi bà cũng cằn nhằn lui, rồi tôi không nhậu bà cũng cằn nhằn lui bà. Chứ có khi muốn ông không nhậu quá nè. Thì bây giờ nè, không nhậu đâu. Chứ không phải hết rượu đâu, muốn về nhà kiếm thêm à. Nên ở nhà mình còn rượu hả? Còn chứ, hiểu chi? Còn không? Còn nguyên một cái hũ hem đứng trước mặt tôi đi đi. Mà nói tôi là hủ hèm. Nói bà vẫn chơi với tôi hoài bà. Tôi nói cho bà nghe nha, kể từ giờ phút này tôi không nhậu nữa. Ông nội rượu nội. Tôi chứ rượu nào mà nói bà. Ông đừng làm cho tôi mừng hụt như mấy lần trước nữa nghe. Tôi bị Mà lừa mô. tôi nói cho bà nghe, tôi tuyên bố với bà là bữa nay không nhậu nữa. Ngon Thiệt không? không? Biết mà. Trời ơi, giỏi ghê đấy. À. Tôi ngóng 10 năm ní Dạ. mà bữa nay tôi mới nghe ông nói một câu có duyên dễ sờ luôn À. á. Mà răng không uống rượu nữa rửa. Thì hồi sáng giờ tôi uống đã rồi, vô đâu có nổi nữa. Bữa nay nghỉ, ngày mai tôi nhậu tiếp. Không. Xử nữa là răng không ngủ luôn á, trên tiệm á, ngày mai khỏi mà không đi lên. À ha. Vậy mà tôi tính không ra. Tỉnh cho chị khô đi. Ông không nghe trên đài người ta nói đó, Nói là rượu á làm giết chết tế bào óc của ông hết rồi kia kìa. vậy càng tốt, khỏi mất công suy nghĩ, khỏi nhức đầu. Tổ cái ông á, ông rượu rồi Gì lú? không biết lo cho sức khỏe, chùm da là hồi hần đó tề. Ông không nghe người ta nói ở trên radio đó, Nói gì? là 80% mà chết vì bệnh da đó À. là có liên quan tới rượu và lại thuốc lá À, tôi nói với bà nghe, bà khỏi lo cho tôi đi. Tôi là thuộc cái loại mà 20% kia kìa. đó. Cái ca chết sợ mới ngừa. Nó kỳ vậy bà? Kỳ cái gì? 80% kia đó là chỉ là liên quan, À. còn 20% còn lại À. á là hắn trực tiếp nghĩa công đó. Ừ, bà tầm bậy tầm bạ không, suốt ngày cứ hết tivi rồi tới radio nghe mấy cái chương trình là tầm xàm ba lắm. Người ta đón nghe mấy cái chương trình gì mà giải trí bổ ích chút xíu đi, ví dụ như một lát nữa nè, nó có cái chương trình nữ công gia chánh á. Bà nghe đi, bà nghe rồi cái bà vừa nghe bà vừa học nấu ăn, bà nấu ăn xong cái tôi ăn tôi nhậu cái coi cái bộ phải ngộ hơn bây giờ bà mặc bộ đồ này. Tôi biết rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi, Biết biết cái gì? rồi. Tưởng đâu ông bỏ nhậu một bữa đó, ai về ông về đây ông kiếm cỡ ông biểu tôi làm đồ nhậu nữa thì đâu khác với mấy lần trước đâu. Khác thì sao không khác Khác bà? cái gì? Lần này là nó dạy cái món sườn lăn bột sốt chua cay kìa, không phải như là cái món cá hấp đâu. Tôi mua sẵn miếng sườn tôi bỏ trong tủ lạnh kìa. Con khuya à ông à. Bữa đi đó trong đài người ta bày tập thể dục thẩm mỹ. Ừ. Ông mà muốn ăn sườn á hả, À. tôi đề nghị một món khác nha, Món gì? khỏi nấu luôn. Món gì mà khỏi đâu? Sườn đông đá vô trong tủ lạnh á, hộp ra mà nhai kia, nhai xong rồi uống rượu vô cho chín khỏi nấu, đừng có Mà hành hà vợ con. bà nói tôi cho sao bà cho tôi ăn sườn đông đá bà? Trời, tôi nói cho bà nghe, không nghe ông bà mình nói sao? Nói cái Người ta chi? nói là cái nết là nó đánh chết cái đẹp. Bà cứ lo cái nết bà đi, bà lo cái nết cho bà cho tốt đi, là bằng cách là bà vô bà nghe bà học nấu ăn cho tôi là bà tốt rồi. Một người có một quan niệm khác nhau. Khác cái gì nữa? Theo bản thân của tôi đó Mà sao? là cái đẹp thằng sẽ đánh xẹp cái nết, Hả? không là tốt gì hết á. À, thì lâu lâu rồi bà giả bộ bà tốt với tôi bữa không được đó bà. Ông càng nhậu quá thì tôi càng mất nết rồi. Bữa nay tôi nhất định là tôi tập thể dục. Tôi nhất định bữa nay là làm món sườn sốt chua cay á. Tôi tập thể dục. Làm sườn lăn bột. Thể dục. 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 Lăn bột. Dục. Bột. Dục. Dục. Bột. Dục. Bột. Dục. Thôi ba má đừng lăn lộn nữa đi con. Lo cho. Con lo cái gì? Ba muốn nấu thì ba nấu, má muốn tập thì má tập. Đúng á. Con mở cái đài 106.3 cho bà. Còn cái đai 96.7 của má thì răng. Chị mới đứng lo cho má. Ok.
chương trình nữ công gia chánh hưng hoan. Con Lý á, bà tính với nó đi, đừng làm phiền tôi nữa, để tôi xuống bếp tôi nấu. Con định cái kế mà kỳ cục nữa. Quý vị hãy chuẩn bị sẵn sàng các món sau đây: 1 ký sườn non, nửa ký lô bột mì, 1 kg cà tomat, cùng 1 ít gia vị như hành, tỏi, ớt, bột ngọt, giấm, đường. Trước tiên ta hãy rửa món rồi sườn con ra sạch sẽ, ba, rửa cho khô, hai, xong cầm miếng sườn. Rồi tới mới nhảy đây. Từ từ ngồi xuống, đứng dậy, ngồi xuống, đứng dậy, ngồi xuống. Bồ cũng giật mày mà hả? Ngồi xuống, đứng dậy, ngồi xuống. Để chân dài xuống, có những bài lên. Ngồi xuống, đứng chặt miếng sườn ra từng miếng nhỏ, cỡ bằng ngón chân cái. Ta cứ từ từ. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Nhanh lên, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4. Cho sạch sẽ, rửa cho khô, xong cầm miếng nghiêng người qua bên phải, qua trái, xong cầm miếng sườn hai tay qua phải qua trái. Trước tiên chặt miếng sườn rất qua trái qua phải, từng miếng nhỏ chặt miếng sườn qua phải qua trái, nghiêng đầu qua phải, nghiêng đầu qua trái, qua phải qua trái qua phải. Thôi bây giờ để yên hai tay, đổ bột ra tô, dùng giá múc canh từng muỗng nhỏ đổ vào cho thật nhẹ. 1, 2, 3, 4. Nhanh lên, 2, 3, 4. Nhanh, 2, 3, 4. Thôi. Nếu không có máy nhồi bột, ta dùng hai tay nhồi bột cho thật đều, thật mỏng. Xoay tròn mông, từ trái qua phải. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi, dùng hai tay xoa mặt cho tỉnh táo, sau đó vuốt ngược hai tay từ mặt vòng ra phía sau. Bây giờ là đến giai đoạn cuối cùng, ta đổ hết tất cả nước vào chảo. Nhớ mở lửa riêu riêu để tránh tình trạng ngoài mặt cháy khô, nhưng bên trong vẫn còn sống. Ta nhớ vừa đảo, ta vừa chạy điêu tại chỗ. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 1. Nhanh lên, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Nhanh lên, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Thôi, nằm xuống đất, để hai tay lên ngực, dở hai chân lên cao càng tốt. Hạ xuống, dở lên, hạ xuống, dở lên, hạ xuống, dở lên, hạ xuống, dở lên. Bây giờ tua duỗi hai chân như động tác đạp xe đạp. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Nhanh lên, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4. 6, 2, 3, 4. 7, 2, 3, 4. 8, 2, 3, 4. Thôi, nằm xuống đất, xếp hai tay lên ngực, nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng đi nghỉ ngơi. Cứ nằm yên như thế khoảng 15 phút cho ráo mồ hôi, hãy vào phòng tắm, ngâm mình trong nước. Hãy lưu ý, trong lúc nằm nghỉ ngơi, để nhạc êm dịu nhẹ nhẹ càng tốt. Ugh.